Cuộc thi báo cáo thường niên lần thứ 9 năm nay dành cho các doanh nghiệp niêm yết đã chính thức được khởi động. Và nếu như trước đây thì người ta vẫn nghĩ chỉ các nhà đầu tư tổ chức và doanh nghiệp lớn mới thực sự quan tâm đến sự kiện này, thì ngày nay cuộc thi này đang ngày càng thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia hơn. Và mối quan tâm của giới đầu tư cũng theo đó biến chuyển. Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cả số lượng và chất lượng các báo cáo thường niên tham dự cuộc thi qua từng năm đều đang tăng dần. Đơn cử như năm 2014, để doanh nghiệp được vào vòng chung khảo thì điểm số tối thiểu phải đạt 60/100, nhưng sang năm 2015, mức điểm tối thiểu đã tăng lên 69. Điều này theo đánh giá của Ủy ban Chứng khoán rõ ràng là đang cho thấy sự quan tâm và đầu tư ngày càng lớn hơn của doanh nghiệp cho việc minh bạch hóa hình ảnh của mình trong mắt công chúng đầu tư. Thì phần lớn những doanh nghiệp tốt là những doanh nghiệp mà cái tính minh bạch, tính trách nhiệm cộng đồng xã hội rất là cao. Và là những doanh nghiệp này thường là được giải cao. Các anh chị có hình dung những cái doanh nghiệp, và đặc biệt những doanh nghiệp này được cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài người ta rất là quan tâm. Cái điều đó nó có một cái gì nghĩa là, tức là tôi muốn nói luôn cả cái câu thứ ba, tức là giữa những cái việc là tuân thủ pháp luật, vấn đề về tham dự cái báo cáo thường niên, cái giải thưởng báo cáo thường niên và cái hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp và cái sự quan tâm của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào cái doanh nghiệp, nó là một cái chuỗi và nó là cùng chiều chứ nó không phải là ngược chiều. Và đấy tôi nghĩ cũng là một cái ý nghĩa và cũng là một cái tính tích cực của cái kỳ bình chọn và cái giải thưởng. Hạn cuối những báo cáo thường niên dự thi năm nay là 20 tháng 4 tới, dự kiến sẽ có hơn 700 doanh nghiệp tham gia kỳ bình chọn này. Cuộc thi chủ trương chọn tiêu chí đánh giá cơ bản là chuẩn mực, minh bạch, chuyên nghiệp và sáng tạo dựa trên cách thức mà doanh nghiệp công khai thông tin, chứ không căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.